Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Nữ hoàng review Supercar Blondie nói gì khi lần đầu lái VinFast VF8? Nữ hoàng review Supercar Blondie là một trong những người đầu tiên lái thử xe điện Made in Việt Nam ngay tại đất Mỹ hôm 14 tháng 4 năm 2022. Chúng ta sẽ thấy biểu tượng chữ V VinFast ở khắp mọi nơi trong vài năm tới, và tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi là một trong những người đầu tiên đã lái thử mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện của VinFast tại Mỹ. Supercar Blondie tỏ ra phấn khích khi lần đầu tiên được lái thử mẫu xe VF8 trong khuôn khổ triển lãm quốc tế New York NYIAS 2022 đang diễn ra tại Mỹ từ 14 đến 24 tháng 4. Trong ngày đầu tiên NYIAS 2022 mở cửa tiếp đón giới truyền thông và chuyên gia trong ngành 14 tháng 4, gian hàng của VinFast là một trong những nơi nóng nhất. Ngoài những thông tin về giá, chính sách thuê pin hấp dẫn, điều được nhiều người quan tâm là VinFast chính thức mang mẫu xe VF8 tới đường thử của sự kiện để người dùng trải nghiệm. Thật thú vị khi trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới ngồi sau tay lái của VF8. Supercar Blondie, cô gái vàng trong làng review siêu xe thế giới, chia sẻ khi bước khỏi chiếc xe điện của VinFast. Đây không phải là lần đầu tiên Supercar Blondie thấy tận mắt mẫu VF8 của VinFast. Tuy nhiên, nếu như tại Los Angeles Auto Show 2021, VF8 là mẫu xe concept thì chỉ sau 5 tháng, tại New York, một mẫu xe chính thức có thể vận hành thực tế đã được giới thiệu tới công chúng. Những gì mà VinFast đã đạt được trong khoảng thời gian ngắn như vậy là rất ấn tượng, cô nói. Một trong những điều ấn tượng với VF8, theo Hot Reviewer có hơn 70 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng, là cảm giác chỉ đặt chân xuống là có thể cảm nhận được ngay sức mạnh của cỗ máy hơn 400 mã lực. Đó là khả năng tăng tốc tức thời đặc biệt của những mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện như VF8. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất tuyệt vời, Supercar Blondie nói. Hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói trên VF8 theo Supercar Blondie là trực quan và hoàn toàn có thể sử dụng tốt. Với khả năng nghe, hiểu của hệ thống trợ lý ảo, người điều khiển không nhất thiết phải ra lệnh bằng những cú pháp hoàn chỉnh để chiếc xe hiểu và thực hiện. Điều khiến cô gái vàng tỏ ra ấn tượng, mong chờ là có thể vừa lái xe về nhà, vừa đặt món ăn ưa thích của mình và rồi thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt ngay trên hệ thống của xe. Mọi thứ vô cùng đơn giản và khi tới nhà, người dùng như cô có thể thấy món ăn đặt ngay ngắn trước cửa. Tôi nghĩ điều ấy thật tuyệt vời, tôi thích cái cách mà chiếc xe kết nối với ngôi nhà và mọi thứ đều kết nối với nhau. Nữ reviewer nổi tiếng bình luận, đây cũng là điều được VinFast hướng tới. Trong những công bố trước đó, hãng xe Việt Nam khẳng định việc sẽ mang đến cho người lái những trải nghiệm về công nghệ thông minh trong công việc và cuộc sống. Nói riêng về giá, Supercar Blondie thừa nhận cô bị sốc vì sức mạnh và những tính năng công nghệ hiện đại. VF8 có giá chỉ từ 40.000 USD. Với người có kinh nghiệm như cô, đây là thông tin siêu tuyệt vời. Ngoài VF8, Supercar Blondie cũng gợi ý những người dùng muốn một mẫu xe cỡ lớn hơn thì có thể tìm tới VF9, một mẫu xe khác của VinFast với kích cỡ và các trang thiết bị, công nghệ không kém gì Tesla Model X nhưng giá chỉ bằng một nửa. Với tất cả những thế mạnh ấy, Supercar Blondie cho rằng VinFast hiện có đủ sức mạnh để cất cánh không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều nơi khác. Chúng ta sẽ thấy biểu tượng chữ V, VinFast ở khắp mọi nơi trong vài năm tới, và tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi là một trong những người đầu tiên đã lái thử mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện của VinFast tại Mỹ, Supercar Blondie hào hứng cho biết. Từ 24h.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads, sử dụng để trang trí cover Facebook, website.